Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hỏi tiếc. Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu... Ủa, tay anh Long. Đâu, quay một vòng tôi coi coi, quay một vòng tôi coi coi. Trời ơi, Lan, bữa nay con có chuyện gì vui vậy hả? Lau nhà mà yêu đời quá, mặc đồ đẹp ta, tôi tưởng đi là biểu diễn thời trang á nha, đi đâu vậy? Đâu có đâu, con mới đi chơi với bạn con về hối bộ. Vậy hả? Nên con mới về nhà là làm công chuyện liền luôn nè, thấy không? Làm công chuyện nhà mà mặc đồ như vậy, chạy tới chạy lui, anh cứ tưởng em là người mẫu catwalk không đó. Mà em lau nhà em mặc đồ vậy, lỡ em cúi xuống một cái anh không biết sao luôn á. Lâu sợ rách hả? Cánh tài à. Nè, cái điệu bộ này, cái dáng vẻ này, cái ngoại hình này nghi lắm nha. Có phải là mấy người để ý thương thầm nhớ trộm tương tư ai, một trong những người con trai trong gia đình này đúng không? Làm gì có. Mà nếu có thì có gì không có tay. Ôi ơi, ai nói nghe coi. À, bây giờ nếu mà đánh cũng không khai, có cãi miệng cũng không nói phải không? Mà nhưng mà tôi lưu ý một điều nghe, thương ai, để ý ai, tương tư ai cũng được, nhưng ngoại trừ mấy người này nè, tôi kê khai ra nghe. Anh tôi, no. Thằng Liêm, no. Thằng Phong, no. Ngoài ra những người nào mà chưa có gia đình có quyền để ý nghe con. Giống như anh vậy nè. Được. Vậy hả cô Tư? Ừ. Vậy con thích chú Khang. Đang vui nói chuyện hết vui à. Bây giờ nhắc cái lão già đó trước mặt tôi chi vậy? Thì con thấy chú Khang vui tính dễ thương, lại thương cô Tư nữa. Thôi mệt quá. Đi con, đi. Đi. Cô Tư. Dạ. Giờ tự nhiên con hết muốn đi rồi. Nhìn bé Lan mặc đồ vậy, tự nhiên con... Thằng quê. Nè Lan, mặc bộ đồ này không được thay nghe chưa. Từ đây tới tối luôn nghe chưa. Để cho Long mới đi công chuyện với cô Tư về ngắm con nghe không. Đi. Trời đất ơi, hôm nay hai người này sao nha. Trời ơi, không lẽ nhan sắc của em quyến rũ luôn tới anh Long mà trời. Trời ơi, hôm nay mặc đồ gợi cảm quá nha, khoe cơ thể quá nha. Trời ơi, cái tướng này mà ôm cái ngủ sướng, ngủ hòa muốn thức dậy luôn nè. Bây giờ mới biết em mặc đồ đẹp lắm đó nha. Thiệt không? Thiệt. Ủa mà anh em tới đây chi chọn? Kiếm anh Liêm. Kiếm anh Liêm? Ờ. Trời ơi, anh tới chợ ấy rồi. Anh Liêm không có nhà. Nhưng mà nhiều khi anh Liêm không có nhà vậy mà tốt. Sao tốt? Được nói chuyện với em, được ngắm em. Phù. Ngồi chơi đi, em pha nước cho uống nha. Thôi khỏi, không có ghiền nước cam ngày hôm nay. Thôi ngồi chơi đi, để em pha nước cho anh uống. Ây da, ui da. Có sao không em? Em té mà anh em cứ hịch cái. Ai da, trời đúng rồi. Để anh đỡ em dậy cho. Sao không ngồi dậy? Cái gì vậy? Em bị gì bụi vô mắt hả? Cái gì vậy? Em bị gió độc phổi hay sao vậy Lan? Anh! Hả? Sao nãy giờ chưa hung nữa? Là sao? Bình thường tới phim Hàn Quốc đạn này là hung rồi đó. Tới cái khúc này là nó hung hả? Ờ. Ủa gì kỳ vậy ta? Nhớ thường trong phim Hàn Quốc mà chuẩn bị hung á là có người vô dỗ cái bóp. Hay vậy? Người ta phá đám, người ta không có cho hung. Không có gì, ông mày phá đám hung đại anh ơi. Thôi mất hứng rồi, vậy nhiều khi là mình không có duyên á. Hay là mình đợi tập 2 đi, tập 2 cái mình dàn cảnh ra mình hung được, đúng không? Bây giờ không ai ở nhà mà làm mấy chuyện này, người ta về nó thấy kỳ lắm. Thôi anh về nha. Có như vậy vậy trời. Ủa vậy lần sau? Vậy là té xong mà không có được hung. Như vậy vậy? Anh ơi suốt đêm thao thức gì anh. Trời ơi, hôm bữa mình hôn anh quay
rồi. Hôm bữa nụ hôn đầu tiên của mình luôn á, mà tại sao mình lại hôn một con người hoàn hảo đến như vậy? Trời ơi, chắc em chết với anh quá anh Huy ơi. Alo, anh hả? Em đang ở nhà nè, nhà không có ai hết trơn á anh. Ủa gì vậy? Tôi chưa nói xong mà. Nói chung là yêu đó. À mà đó có phải là yêu không? Thôi kệ đi. Được không là tôi sướng à, trời ơi. Thôi một cái thôi, quất mà liên quan cướp, hừ. Trời ơi, sao anh không nói em? Không nói là anh ôm em, để em chuẩn bị tôi thế chứ. Ai biết đâu, tưởng lợi dụng. Ôm kiểu lạ, ôm từ phía sau. Trời sao? Ơi, giật chỏ người ta muốn chết, mà hỏi người ta có sao không? Em thử giật chỏ vào người em coi có sao không? Ai biểu lợi dụng em chơi. Yêu nhau, ôm nhau có một cái mà gọi là lợi dụng. Vậy hôm bữa ai hung người ta, vậy không biết ai lợi dụng ai. Hôm bữa bị tai nạn chứ bộ. Đâu có ý đâu. Trời ơi, hung mà kêu là tai nạn hả? Em ngồi im giùm anh cái được không? Em quay qua quay lại qua anh sợ cái chỏ giật cho người em cái nữa. Đó là né chỏ em ngưỡng người. Thôi vậy em ngồi đó, anh ngồi qua anh này. Mình đối diện nhau, mình nói chuyện nhiều khi nó dễ hơn á. Anh thích em từ lúc lần đầu tiên mình gặp nhau. Yay! 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 Yay!